Eyo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Hôm nay thì hãy cùng mình bắt đầu số Apple News số 363 để xem lý do tại sao Apple bị nhiều người dùng feedback chỉ vì cái quảng cáo TVC mới cho iPad Pro nhé. Ok, let's go! Những tính năng AI của Apple sẽ được tích hợp vào iOS 18 và phiên bản iOS này sẽ được xuất hiện tại sự kiện WWDC 2024 bắt đầu vào ngày 10 tháng 6 tới đây. Theo một báo cáo mới từ Bloomberg, Apple đã hoàn tất thỏa thuận với OpenAI để đưa một phần công nghệ của họ lên iPhone trong năm nay. Báo cáo giải thích rằng với thỏa thuận này, Apple sẽ có thể cung cấp một chatbot được hỗ trợ bởi ChatGPT như một phần trong các tính năng tập trung vào AI của iOS 18. Mặc dù Apple vẫn đang đàm phán với Google về việc hợp tác AI, nhưng báo cáo cho biết Apple đã đi đến thỏa thuận với OpenAI. Báo cáo còn giải thích thêm rằng một thỏa thuận với OpenAI sẽ cho phép Apple cung cấp một chatbot phổ biến như một phần trong loạt tính năng AI mới mà họ dự định công bố vào tháng tới. Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể hơn về cách thức hoạt động cũng như các tính năng và tích hợp này vẫn chưa rõ ràng. Hai bên đã hoàn thiện các điều khoản cho một thỏa thuận sử dụng các tính năng của ChatGPT trong iOS 18, hệ điều hành của những chiếc iPhone thế hệ tiếp theo. Apple cũng đã có cuộc đàm phán với Google về việc cấp phép chatbot Gemini của công ty này, nhưng thảo luận đó chưa đưa đến một thỏa thuận nhưng vẫn đang được tiếp tục, Bloomberg cho biết. Một báo cáo trước đó nhấn mạnh rằng các tính năng AI của iOS 18 sẽ được hỗ trợ một phần bởi trung tâm dữ liệu Apple với bộ xử lý Apple Silicon. Tuy nhiên, phần lớn các tính năng AI của iOS 18 sẽ được hỗ trợ hoàn toàn trên thiết bị, cho phép Apple quảng cáo các lợi ích về quyền riêng tư và tốc độ. Apple dự kiến sẽ công bố iOS 18 và các tính năng AI mới của mình tại sự kiện WWDC 2024 sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng 6 tới đây. Đoạn video TVC giới thiệu iPad Pro M4 mới của Apple khiến cho nhiều người xem cảm thấy khó chịu và không hài lòng, và chính đại diện của Apple cũng đã phải lên tiếng xin lỗi về vấn đề này. Apple đã chính thức trình làng chiếc iPad Pro thế hệ mới tại sự kiện đặc biệt diễn ra vào ngày 7 tháng 5 vừa qua. Sau khi ra mắt sản phẩm, Apple cũng đã đăng một video lên kênh YouTube chính thức để quảng bá cho chiếc máy tính bảng mới này. Đoạn video với tựa đề Cross cho thấy hàng loạt thiết bị, vật dụng như đàn piano, loa, ống kính máy ảnh, màu vẽ và đàn guitar, đồ chơi đều bị nghiền nát bởi một chiếc máy ép thủy lực. Đoạn video đã quay cận cảnh quá trình các món đồ bị hư hỏng và nghiền nát. Cuối cùng, sau khi tất cả mọi thứ đã bị nghiền nát, một chiếc iPad Pro xuất hiện bên dưới máy ép. Không quá khó để chúng ta nhận ra ý tưởng của Apple trong đoạn quảng cáo, đó là tất cả các loại nhạc cụ, vật dụng sáng tạo và máy chơi game đều đã được tích hợp bên trong một chiếc iPad Pro thế hệ mới. Tuy nhiên, nhiều người dùng sau khi xem đoạn clip đã thể hiện thái độ không hài lòng và cho rằng video quảng cáo này mang lại cho họ cảm giác khó chịu. Tôi cảm thấy rất khó chịu khi xem video quảng cáo này. Tôi không hiểu Apple đang muốn thể hiện gì khi phá nát tất cả mọi thứ, bao gồm cả những tác phẩm nghệ thuật, vật dụng dùng để sáng tạo. Họ thậm chí còn ghi lại cận cảnh quá trình đó. Một người dùng mạng xã hội X bình luận sau khi xem đoạn video. Mới đây, một đại diện của Apple đã lên tiếng xin lỗi người dùng vì đoạn video quảng cáo gây khó chịu cho họ. Mục tiêu của chúng tôi là muốn tôn vinh những người dùng muốn thể hiện bản thân và biến những ý tưởng của họ thành hiện thực thông qua iPad. Chúng tôi đã đi lệch hướng với video quảng cáo này và rất tiếc với điều đó, tạp chí SS dẫn lời một đại diện của Apple cho biết. Apple đã cho ra mắt iPad Pro 2024 và iPad Air 2024 và chúng ta cũng có thể đặt hàng ngay trong tuần này và sản phẩm sẽ giao đến tay của người dùng vào ngày 15 tháng 5. Thế nhưng với bộ đôi sản phẩm này, chúng ta đã bị cắt giảm một thứ cực kỳ quan trọng và thân thuộc với những iFan, đó chính là miếng sticker táo khuyết. Theo ghi nhận từ Night to Famous, Apple đã mở đơn đặt hàng trước cho dòng iPad mới tại Mỹ, Canada và Anh. Tuy nhiên, bắt đầu từ dòng iPad Pro M4 và iPad Air M2, nhãn dán logo Apple cổ điển sẽ không còn được tích hợp bên trong hộp đựng sản phẩm. Apple giải thích rằng quyết định này là một phần trong mục tiêu không rác thải ròng Apple 2030 và nỗ lực giảm việc sử dụng nhựa trong bao bì sản phẩm. Dẫu vậy, người hâm mộ Apple vẫn có cơ hội nhận được số lượng có hạn sticker của Apple khi các cửa hàng của Apple phát hành tại thị trường Mỹ sẽ lưu giữ một số lượng sticker nhất định nhằm cung cấp cho người dùng khi họ mua iPad Pro và iPad Air mới, đồng thời chủ động yêu cầu cần những miếng sticker này. Khi cửa hàng của Apple đã hết sticker, người dùng vẫn có thể đặt mua từ trụ sở chính của công ty. Hiện tại vẫn chưa rõ liệu Apple Store tại các khu vực khác có áp dụng chính sách tương tự hay không,
và liệu các sản phẩm khác của Apple có còn sticker kỷ niệm trong tương lai hay là không. Apple dự kiến sẽ cho ra mắt một mẫu thiết bị màn hình gập vào năm 2025. Dự kiến đầu tiên sẽ là một mẫu MacBook. Sau đó họ sẽ cho ra mắt một chiếc iPhone màn hình gập đánh vào phân khúc siêu cao cấp vào năm 2026. Nhà phân tích Chip Pool của công ty nghiên cứu Hatron International Security đã thu nhận thông tin từ chuỗi cung ứng của Apple và cho biết hãng sẽ thương mại hóa thiết bị có màn hình gập 20.3 inch vào cuối năm sau. Kích cỡ lớn khiến cho sản phẩm này được cho là một mẫu máy tính MacBook. Và đến năm 2026, mẫu iPhone gập đầu tiên sẽ xuất hiện, nhưng Apple vẫn đang cân nhắc lựa chọn màn hình bên trong là 7.9 hay là 8.3 inch. Chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg cũng dẫn nguồn tin nói rằng Apple đang phát triển một mẫu MacBook hoặc iPad gập. Hồi tháng 3, nhà phân tích Michiko cho biết màn hình 20.3 inch đang được phát triển. Tuy nhiên, khi đó, ông nói rằng thiết bị sẽ được xuất xưởng vào năm 2027. Và vào tháng 10 năm 2023, Apple đã được cấp bằng sáng chế liên quan đến bản lề dành cho thiết bị gập. Về việc Apple có thể ra mắt một thiết bị gập sớm so với các báo cáo trước đó, Chip Bù nói rằng hãng đã đẩy nhanh tiến độ và điều này sẽ được thể hiện trong chuỗi cung ứng, sản phẩm nhắm đến phân khúc sản phẩm siêu cao cấp. Và đó là những thông tin rất hot của Apple trong thời gian qua. Còn đúng một tháng nữa thôi là chúng ta đã có thể trải nghiệm iOS 18 với rất nhiều tính năng AI rồi. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về iOS 18 cũng như là AI? Để lại bình luận cho mình biết với nhé. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe cho Điện Thoại Vui TV để ủng hộ cho bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.